Rồi lấy ghế cho mẹ ngồi nữa hả? Trời ơi, lấy ghế mẹ cho mẹ ngồi, mẹ đi mất tiêu rồi. Sau này ngoan lắm nè, thấy ông bà nội thấy mẹ thấy phòng gì á, ngồi không có ghế ra đem ghế lại cho ngồi luôn á. Nói cho mẹ nấu đi, mẹ nấu ngon hơn ba nè. Sẵn bữa nay anh Phong ghi hình cho ông bà cô bác xem. Hôm nay là có mấy cái clip mà Phong quay từ mấy ngày trước á, Phong đăng á, chứ 3 ngày nay ba Phong bị như vậy thì Phong không có ghi hình được cô bác anh chị. Nên bữa nay Phong tiếp tục ghi hình cho ông bà cô bác xem đó. Cái kênh mà nếu mà không quay á, thì nó bị mất đi sức. Thì lượt tương tác với khán giả nó bị giảm á, là lượt xem nó giảm dần á cô bác anh chị. 3 ngày nay nhà lu bu đủ việc hết, Phong làm thu xếp rồi đi đám tiệc nữa nên không có ghi hình cho ông bà cô bác được. Những cái clip mà Phong đăng lên đó là những cái clip đó là Phong đã ghi hình rồi á, thì có gì ông bà cô bác là cũng thông cảm bỏ qua cho Phong nha. Rồi bé Sâu muốn nói gì với ông bà không? Nè bé Sâu muốn nói gì với ông bà nè? Nè sao quay lại đây, con quay qua đây con nói chuyện với ông bà con không? Ông bà cho bác ăn trống nè, quay lại quay lại ông quay lại. Bà ăn trống à, ông bà đừng có buồn ba con nha. Bà buồn con nha. Ông bà xem video ủng hộ cho ba con nha, để cho ba con có tiền mua sữa cho con uống. Rồi bé tay vừa bé Sâu rửa tay sạch sẽ rồi vô nè. Con rửa này thôi nó sâu lắm. Đây ba múc được chưa? Rồi con đút tay vô đợi dưới anh hai về nữa nè. Vô ở bên này ông nội bị như vậy bé Tí lo lắm ông bà cô bác ơi. Bé Tí thương ông nội dữ lắm luôn. Bỏ mấy tép mỡ vô nữa em. Mình bỏ tép mỡ vô nữa nó mới ngon. Bỏ nước mắm với đường với bột ngọt vô mới hết. Tép mỡ hôm bữa mẹ Phong mua mỡ gì mẹ Phong thắng ra xong rồi nấu. Tép mỡ nó dồn lên. Này kho cá. Kho cá ăn nó ngon lắm. Ông bà quá khỏe à. Thôi để em nội nằm im, nội mới nhỏ thuốc đó. Ông nội. Nằm với ông nội nha. Trời nực lắm con, đừng có đắp mền cho ông nội nha con. Sao? Nó nghe không? Bóp tay cho ông nội đi. Bóp tay ông nội đi để ông nội đỡ mỏi tay. Ông nội đưa tay đây con bóp cho. Bóp nhẹ nhẹ thôi nha. Xong rồi hả? Trời ơi nhanh vậy. Sao kỳ quá sao ơi. Chạy đi mua hai chai nước màu. Nhà mẹ Phong làm hôm bữa ấy đường á, mà nó hết rồi. Nước màu này nó lỏng, bỏ vô cái tan nãy dòm trắng rồi thì nó không có được ngon á. Mua trộn trộn lên cho có màu sắc nó dòm nó ngon chút xíu. Chứ cá dòm nó tanh rồi nó trắng nó ăn nó ghê. Nồi chanh mẹ, ủa vợ Phong, vợ Phong cũng mới bỏ bầu vô. Bầu đó em bỏ tôm khô nấu ăn cũng ngon nữa. Thì có tôm khô, ý anh nói bỏ tôm khô cũng ngon. Cá vào Phong cũng vớt ra để nấu lâu quá sợ nó giả ra, giả thịt với xương ra. Ở nhà của bé nhỏ không tốt.
nhà có cô bác khác anh khi gỡ gỡ xương ra luôn. Hôm nay nhà Phong để nguyên con. Lâu lắm rồi nhà Phong mới ăn canh bầu lại luôn. Ôm kiếm gì đó em? Bỏ cho nó gọn hả? Cái lan này nó cao lắm. Ngày xưa bằng cái bá lan á, ông bà của bác ơi, nãy giờ cũng bầu cái cây mai này ra xong rồi, lấy băng keo quấn lại xong rồi, bây giờ là sẽ cẩu lên xe ba gác để chở đi. Tại vì bữa nay là có một cái người anh ở chỗ gần đây nè, cũng có mua cây mai này với hình như là một cây nữa. Không dây không chưa? Góc này mấy trăm ký mà nó có nhờ có cái bá lan này móc lên nhiều à, để nên nó gọn hơn chứ sức người đâu có làm nổi đâu bác anh chị. Đây không? Hay là để gì bó gì? Nhắm nó bể không? Này còn keo không? Keo vàng á. Còn 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 nữa. Thôi ông dây không? Đây có gì cám vậy mà nó nhiều lắm rồi. Tao tới cái này luôn mà. Sao? Ta đứng ngoài khủng không còn anh em mình đi nhỏ nhỏ thôi còn chết rồi. Lên đi kêu lấy cái mới bọc chứ. Ok, cái mai mình để cho nó không bị dập ở trong này mà. Gặp vừa cái thân cây mai uổng á. Ok, cái bao ở trong. Nghe nó dập cái nhánh uổng á. Nè, có rất nhiều cô, uổng có như anh với mấy chú ở đây làm cũng khá là đông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên này có 7 anh làm. Cây nạch vô xong rồi bây giờ sẽ rút lên cho cái bá lan này nó kéo cái cây lên nó của anh chị. Kéo dây xích này nó rất là nhẹ, nó lên hơi lâu một chút nhưng mà nó đảm bảo an toàn. Cây này bị hoành cũng sáu mấy của anh chị ơi. Lâu lâu có gần ở đây á, mấy anh nào mà đam mê cây kiểng á thì cũng ghé, lâu lâu cũng mua một hai gốc vậy đó. Anh Ba Phong á thì cũng trồng cũng bán giá cũng phải chăng à. Ở đây cũng có nhúc nhích rồi đó ông bác, không gốc rồi đó ông bà quá rồi. Kéo kéo cái đọt gỉ cái đọt ngã nào đọt ngã đúng rồi nè. Đúng rồi vậy đó. Kéo kéo thì bây giờ phải. Nên phòng đứng xích già xa nên không dám lại gần. Cái này có cái lực của cái ba lan là nó quan trọng rồi. Còn ví dụ kéo cái đầu này cho cái gốc nó nhổng lên, tự nhiên lên không bị dập ở trên cái đọt. Nghề làm bứng cây chủ này trung bình là một ngày là khoảng 500 ngàn, rồi nếu mà tăng ca thêm á thì cũng có bồi dưỡng thêm á các anh chị. Lưới dài để quấn kia xin ông miếng lưới nhỏ quấn dưới đây thôi.
gom. Mấy anh lấy cái miếng lưới chùm cái gốc lại cho mấy cái đất ở dưới là nó không bị đổ, nó gì vớt ra ngoài á, chuyển cái dần cái đoạn đường mà nó xa, nhiều khi nó bị sụp sổ á, đất nó vớt quá chị. Dòng chưa? Không dòng giết về để xuống trở về luôn. Này giờ phải ấy để mớ đất dưới đây nữa. Nó còn bầu đất dưới đây nè, còn bầu dưới lầm, nó không có ăn cái dễ dưới đây nè, thấy không? Con gì anh không ngồi đất. Nó còn cục đất dưới đây. Khóc lắm thôi. Anh cứ cái gì lấy cái bàn vậy luôn này. Phải làm mấy cái này thấy nó đơn giản vậy chứ cũng nguy hiểm lắm. Tại mấy cái này nó đồ nặng không ở quá kìa. Nó tính hàng trăm, hàng 400-500 ký trở lên. Dưới hết nhánh này. Xíu là mới lên được. Nhiều ít nữa. Người đẩy người xả mới được. Chưa kéo thêm chút xíu nữa đi, đằng cao lên đằng xả nó vừa. Rồi giờ chú Vịnh nha, con vô cô đặng đẩy phụ cái gốc. Nè anh vô xả đi, em đẩy vô cho. Dìm dướng rồi. Nằm nó đi, giờ xả xuống đi, dỡ xà beng ra đi. Ai cái nèm để gì đứng chở luôn không tầng được không ta? Ướm dưới dây điện dữ lắm. Ngoài dây điện không à? Móc dữ lắm. Nè, lắc nè. Lấy tay dịnh tay dịnh. Vô nữa nè. À, nhìn qua đây cái. Vô nữa, qua đây cái nè. Phải vô cái vô trong, có lặng đầu nó xuống. Ờ. Nè nè. Nhột lừa mày. Qua bên thằng nè, qua bên thằng nè. Thằng qua đây, thằng nó kia. Qua bên em nè, qua bên em nè. Hả? Sao không nằm? Quay qua bên anh nè. Thôi, không quay. Để ngay này đúng không? Em thấy không có ngoài chào bá mà có ba người đó không? Ừ. 2, 3. Sao cho nó vô kìa? Chị vô chứ sao? Chị gì nổi? Chẳng lắm á. Qua lăn lại nó mới vô nổi.
Rồi vậy lấy cái bao xì dừa chút tôi chậm. Thôi anh ra ngoài đi, anh xuống luôn đi. Rồi đút cho em cái bao trong đây em kê này luôn nè. Vậy anh chịu cũng ngắt hả? Mai bên đây nè, quá rồi. Cây nãy bùm sòm quá trời luôn anh ba, tỉa lại còn có chút xíu. Chỉ xịt mấy cái nấm trong đây ha anh gì. Nhấp nhấp vậy sướng quá chú. Sao chú làm không bận áo vậy á? Cái mở cái cưa. Cưa này ha. Nội cưa sáng dữ. Cỏ về sao ơi. Nắng nhân trang mà mới về. Nhiều à? Dạ. Cười. Xong rồi về. Nhổ hết luôn à? Mới đây hết rồi. Nhổ thuốc ở trên kia luôn chứ không? Trời ơi. Có bự chà bá luôn. Nắng nôi quá trời. Anh Duy nói 8 người đi được mà. Xe 7 chỗ 8 người đi được. Mẹ có đi không? Đi luôn. Rồi. Được mà. Chứ mẹ dọn cơm ăn rồi sao ơi. Dọn cơm bà nội ăn nè. Bà nội quéo cò rồi nè. Gió nó bật ra. Canh bầu. Canh bầu nấu với cá. Không có món này mẹ thích luôn nè. Canh bầu mang với mắm vuốt không ạ? Ngay cá kho. Vợ Phong làm nhanh ghê. Xong xuôi hết à. Vợ Phong múc ra cho đành ăn đây. Trời ơi. Ờ bà nội hung em là sao ơi? Hung em. Hung em rồi. Bà nội thương em mà bỏ bé sâu rồi. Đâu cục vàng của nội đâu? Đâu? Cục vàng nội đâu? Đứng lên coi. Ờ. Đứng lên đàng hoàng. Trời ơi, ghê. Đây. Trời ơi, thấy ghê chưa? Bây giờ bé Su là cục vàng của nội nè. Bé sâu là cục vàng của ông nội. Cho nó mặc cái áo ngắn ngắn tay được rồi đó, cái này 3 tháng. Bé Su này thấy ghét quá. Cái Su, em Su giống tí nè. Nó tí cười. Ê, con đừng có chọt vô miệng em á nha. Bà cô bác ơi, nãy giờ cũng nấu cơm canh cũng xong xuôi hết rồi. Đó, canh bầu với cá kho. Với hôm qua còn có mấy con cá chiên với chén mắm ở đây. Đó, mẹ Phong mới về, giờ cũng rất là đói bụng rồi. Đây. Mời chị em dùng cơm. Thì rồi, Phong cũng mời ông bà cô bác dùng cơm luôn nha. Sáng giờ thì Phong cũng đã ghi hình cũng khá là lâu rồi. Thì hồi bây giờ thì để cho mẹ Phong ăn cho nó nhanh luôn. Rồi, bé Su và bé Sâu cười. Rồi, thôi Phong Nguyễn xin tạm thời khép video tại đây luôn nha. Chúc ông bà cô bác là có một cái ngày mới ấm áp, vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và nhiều thành công cuộc sống luôn nha. Rồi, bé Su chào ông bà đi con. Nè, bé Su chào ông bà không nhìn lên màn ảnh nè. Chuyện trời ơi, nhiều chuyện không? Trời trời. gù giống bồ câu quá. Ba kỳ. Ba kỳ quá trời ơi, bé Su mốt nhiều chuyện hơn bé Sâu nữa nè. Rồi thôi chào ông bà đi. Rồi mi gió ông bà luôn Sâu ơi.
Rồi bé Tí đâu? Bé Tí qua đây. Đại qua ăn cơm luôn. Chúc ông bà gì không? Chúc ông bà mình khỏe, có nhiều sức khỏe, ăn chồng thắng. Rồi thôi Phong Nguyễn xin tạm thời khép video tại đây luôn. Chào ông bà luôn. Chào bà luôn.